trong tiếng Anh là gì ta? Definite. Again, definite. Definite. Ví dụ như giáo viên của bạn giao bài tập về nhà nhưng mà bạn chưa làm thì mình có thể nói bạn là bạn chết chắc rồi, nói sao? You are definite. Again, definite. You are definite. You are definite. Okay, nhớ dùng nha.